Rồi xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến anh chị một sản phẩm là một con xe gầm cao 7 chỗ thuộc phân khúc xe SUV. Đây là con Mitsubishi Outlander sản xuất 2023. Và phiên bản giới thiệu đến anh chị ngày hôm nay là phiên bản thấp ha. Outlander phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, gọi nôm na là bản cao và bản thấp. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái bản thấp nhất, nó có mức giá niêm yết là 825 triệu đồng. Thì nếu như anh chị chúng ta không tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đôi khi anh chị sẽ nghĩ đây là con xe phiên bản cao cấp nhất chứ không phải là phiên bản thấp đâu. Tại vì những cái trang bị trên con xe này cũng rất là đầy đủ. Ví dụ như đây là bản thấp nhất mà anh chị thấy nó có cả camera 360 này. Và nhìn ngoại thất thì nó được ốp rất là nhiều chi tiết, mạc rôm, thanh giá nóc đầy đủ hết. Nhìn mâm cũng là mâm hợp kim 18 inch, nhìn rất là đẹp. Chúng ta cứ ngỡ rằng đây là phiên bản cao nhất thôi. Sau khi tôi đi một vòng về sản phẩm này thì tôi thấy với mức giá 825 triệu đây là một con xe rất đáng để cho anh chị cân nhắc nếu chúng ta cần một con xe để đi gia đình, xe gầm cao với mức chi phí loanh quanh đâu đấy trên dưới 800 triệu đồng. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm này. Với mức giá niêm yết là 825 triệu đồng, anh chị sẽ được khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra anh chị còn được tặng thêm bảo hiểm vật chất và camera 360 được lắp sẵn trên xe luôn. Đó là những cái ưu đãi. Còn để biết giá lăn bánh chi tiết thì anh chị vui lòng gọi trực tiếp cho Tĩnh theo cái số trên tiêu đề nhé. Tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá tất cả mọi thứ chi tiết cho anh chị. Và Mitsubishi Trường Chinh liên kết với tất cả các ngân hàng để hỗ trợ cho quý anh chị. Cho dù chúng ta là cá nhân, là kinh doanh hộ cá thể hay là doanh nghiệp thì bên đại lý sẽ hỗ trợ hết cho anh chị về các cái khoản vay nhé. Miễn là anh chị đừng bị nợ xấu thôi. Chi tiết hơn thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp nhé. Và nếu anh chị cần hỗ trợ lái thử xe thì bên tôi cũng có sẵn xe để cho anh chị lái thử. Đây, chiếc màu đỏ chính là cái xe lái thử bên tôi, Outlander. Hai phiên bản thì nó đều xài chung động cơ và hộp số nhé. Đều là sử dụng động cơ 2.0 hút khí tự nhiên. Nó khoảng là 145 mã lực và 196 Nm. Kết hợp với hộp số vô cấp CVT, nó sẽ cho ra cái trải nghiệm anh chị đi rất là mượt mà và thiên hướng về tiết kiệm nhiên liệu. CVT thì nó thiên hướng về tiết kiệm nhiên liệu đó anh chị. Về dẫn động thì con này dẫn động một cầu, dẫn động cầu trước ha. Ở mặt trước này anh chị vẫn thấy nó có một cái thiết kế ngôn ngữ thiết kế trên tất cả những dòng xe của Mitsubishi luôn, đó là Dynamic Shield. Đó, cái dải hình chữ C móc ngược mạc rôm đấy anh chị. Và nó có trên tất cả những dòng xe của Mitsubishi đang bán tại Việt Nam. Và nó được mạc rôm nhìn rất là sáng ha. Các cái vị trí khác thì nó sẽ có điểm xuyến bằng những chi tiết là màu bạc. Anh nhìn cái xe nó sáng ra, có gì đó nó sang trọng. Ở phía trước này có camera, đây là camera 360. Đây là con xe chuẩn bị giao nha anh chị. Nó mượn con xe này để giới thiệu đến quý anh chị. Phiên bản này là bản thấp cho nên là công nghệ đèn phía trước là đèn halogen thôi. Đèn gầm nó cũng là đèn halogen. Con xe này nhìn nó rất là to ha, nó dài tầng 4m7. Nhưng mà cái bán kính quay vòng của nó, quay đầu của nó là chỉ có 5m3 thôi. Đây là một cái thông số rất là ấn tượng ấy. Thì giúp chúng ta quay đầu trong ngõ hẹp nó thuận tiện hơn. Phanh đĩa hết nè, mâm sẽ là 18 inch. Gầm thì rất là cao nha, gầm con này lên tới 19cm. Gương nè, tích hợp xi nhan trên gương nè, chỉnh điện gập điện, kích trồng này có sấy luôn nha. Đó. Viền chân kính mạc rôm, tay nắm cửa mạc rôm, nhìn cái xe mà nó sang trọng hơn. Thanh giá nắp có sẵn. Ở phía sau này thì là kính nó làm tối màu sẵn rồi, tạo sự riêng tư. Và anh chị để ý là con xe nào mà cái hàng ghế thứ ba, cái ô kính càng rộng thì không gian bên trong nó càng rộng rãi. Phía sau cũng là phanh đĩa, 4 phanh đĩa ha. Con này sử dụng hệ thống treo trước là MacPherson và treo sau là liên kết đa điểm. Các cái viền chrome nguyên zin. Rồi cái anten bay cá có sẵn nè, cái đuôi gió có sẵn nè. Rất nhiều chi tiết mạ rôm ha, giúp cái xe mình nó sang trọng. Nó có đầy đủ nè, cảm biến lùi nè anh chị. Camera lùi, cảm biến lùi, camera 360. Cốp thì là cốp cơ nhé. Đây anh chị sẽ thấy con xe này nó có 3 hàng ghế, gọi là 5+2 đấy. Bởi vì hàng ghế thứ ba nó sẽ dành cho những khách hàng có cái chiều cao khiêm tốn hơn, hoặc là trẻ em tầm 1m6 đổ xuống thì chúng ta sẽ có thể ngồi hàng ghế này. Còn không thì các bác cứ gặp hàng ghế cuối lại, ta sẽ có một cái không gian cốp rất là rộng rãi. Bánh sơ cua nằm bên dưới gầm nhé. Con này 5 lốp, 5 mâm giống như nhau, sơ cua cũng là mâm đúc luôn. Đấy, các bác nhìn thấy là bằng thiếu nhưng mà rất chỉnh chu, không thiếu chi tiết nào cả.
và nội thất thì toàn là bọc gọi là da thôi nè. Đây là da, và đối với các ghế chính thì nó là da pha nỉ. Hệ thống loa cắt cửa, nó có 6 loa nha anh chị. Và chất liệu da thì rất là mềm, độ ngã lưng cũng rất tốt, khoảng để chân và khoảng đầu là cực kỳ rộng. Bản này thì không có cửa sổ trời nhé. Và ta có hai cái cổng sạc điện thoại dưới này và cửa gió điều hòa. Thêm một cái bộ thảm theo xe, cực kỳ chỉnh chu luôn, rất là ấn tượng. Ngày hôm nay tôi mới tìm hiểu đến sản phẩm này cho nên là tôi quay giới thiệu đến anh chị. Chúng ta quan tâm đến sản phẩm này, cần hỗ trợ lái thử gì đấy thì cứ liên hệ tính nhé. Đối với phía trước này nó hơi chói, anh chị thông cảm. Cái phần này nó giả gỗ nè, còn lại sẽ là da ở đây nè. Da nhìn rất là mềm nha, sờ qua là mình thấy cái sự mềm của da rồi. Tay nắm cửa mạc rôm. Ghế thì chỉnh điện 8 hướng nha anh chị đây. Da phần trong này là nỉ nè, phối hợp với nhau. Nó hơi ngược sáng, anh chị thông cảm giúp nhé. Rồi. Còn đây là cái vô lăng ha, nhìn khá là quen thuộc. Nó giống con Astray hôm bữa tôi quay cho quý anh chị xem. Vô lăng nó, cái phần này nó giả gỗ này, nó phối hợp giữa da, nhìn rất là ok. Và có paddle shift hết này, có lệ chuyển số này, ga tự động này, vô lăng trợ lực điện, có thể gật gù được. Còn hạt tắp lô thì kỹ thuật số thôi. Nhưng mà trên phần này là nhựa mềm hết nè anh chị. Đây, ở đây còn có loa nè, cái này làm mát, làm sấy cái cánh bên. Đây, thiết kế phần táp lô có vẻ là không nuột lắm ha, không nuột lắm, nhưng mà nhìn cũng ổn chứ không đến nỗi là gọi là dùng cái từ mà xấu đâu các anh chị. Theo cá nhân cảm nhận của tôi phần này cũng giả, giả gỗ nè. Phanh điện tử auto hold nè, cần số dạng dít dắt, hộp số CVT ở đây may bằng da nè, điều hòa tự động hai vùng ha, camera 360 ha, được gắn sẵn từ nhà máy, gương cũng là chống chói tự động luôn anh chị. Ta cũng có luôn là đây là gạt mưa tự động nè, đèn tự động nè. Các cái trang bị an toàn thì cũng rất là đầy đủ. Con này có tới 7 túi khí, có một cái túi khí dưới gối nè. Rồi cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, rất là đầy đủ anh chị ha. Với mức giá là 825 triệu là giá niêm yết, giá đấy là chưa giảm nha. Ta còn được giảm 50% lệ phí trước bạ, kèm theo bảo hiểm, kèm theo camera 360 và còn những thứ khác nữa. Đó, hỗ trợ ngân hàng thì lên tới 80% giá trị xe. Điều hòa tốt thật, mới lên chút xíu là nó đã mát rồi. Đấy, sau khi anh chị xem hết video này, chúng ta có nhu cầu tìm hiểu thêm kỹ hơn về con xe này thì cứ liên hệ với tính nhé. Tiếng đóng cửa nó rất là chắc ha, cái độ hoàn thiện rất là tốt luôn. Đây là một sản phẩm mà tôi rất là ngạc nhiên. Trước đây thì do tôi bán hãng xe khác thì không có để ý lắm về con này, mà khi mà mình sờ, mình chạm mà mình thấy cái sự hoàn thiện và những cái vật liệu trên con xe này thì rất là ấn tượng. Anh chị cần tư vấn, cần tìm hiểu kỹ hơn thì cứ liên hệ với tính nhé. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.